Có lẽ sẽ nhiều người bất ngờ khi biết danh hiệu thành viên xinh đẹp nhất của Hoàng gia Anh không thuộc về công nương Kate Middleton nổi tiếng hay nàng dâu người Mỹ Meghan Markle, mà là vị công chúa trẻ tuổi Amelia Windsor. Amelia Windsor sinh ngày 24 tháng 8 năm 1995, là cháu gái hoàng tử Edward, công tước xứ Kent, em họ nữ hoàng Elizabeth II và là con gái của Gregory Philip Nicholas Windsor, bá tước vùng St Andrews. Cô đứng thứ 36 trong những người thừa kế vương vị. Sinh ra trong hoàng gia Anh, Amelia thường xuyên phải tham dự các sự kiện cùng người trong hoàng tộc, đồng thời phải học và tuân thủ theo mọi quy định, phép tắc như bất kỳ công chúa hoàng tử nào khác. Năm 2017, Amelia Windsor theo học tiếng Pháp và Ý tại trường đại học Edinburgh, cũng như tham gia vào các vở nhạc kịch trong trường. Điều kiện đầy đủ của hoàng gia cho phép cô sinh sống giữa cả hai thành phố Rome và Paris. Amelia thường đăng tải các bức ảnh của cô chụp ở nhiều nước, cũng như những bức ảnh nghệ thuật, những cuốn sách cô thường hay đọc lên Instagram. Dù vậy, như mọi thành viên trong hoàng tộc, cô khá kín tiếng về đời tư của mình. Dấn thân vào đam mê thời trang. Cũng như bao cô gái trẻ khác, Amelia lớn lên với niềm yêu thích thời trang vô cùng lớn. Năm 2016, lần xuất hiện đầu tiên trên tạp chí thời trang uy tín Tatler, vẻ đẹp cổ điển cuốn hút cùng nét quý phái của nàng công chúa tuổi 21 đã gây chú ý trong suốt một thời gian dài. Người ta gọi cô bằng cái tên người xinh đẹp nhất hoàng gia Anh thay cho công nương Kate. Amelia Windsor đã trở thành người đầu tiên phá vỡ bức tường bảo thủ và truyền thống trước kia để bước chân vào giới thời trang hào nhoáng, xa hoa nhưng vẫn mang trong mình nét đẹp trong sáng, cao sang của một nàng công chúa. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, đôi mắt long lanh đẹp đến mê hồn, Amelia Windsor sớm lọt vào tầm ngắm của những nhà mốt tên tuổi và trở thành nàng thơ đội vương miện trong làng thời trang thế giới. Vị công chúa trẻ tuổi là gương mặt quen thuộc trên tạp chí Vogue, liên tục xuất hiện trong hàng ghế first row tại các tuần lễ thời trang danh giá. Amelia Windsor chính thức ra mắt trong vai trò là người mẫu mở màn cho show diễn của Dolce & Gabbana, nổi tiếng hồi tháng 2 và tháng 9 năm 2017. Với những sải bước chuyên nghiệp cùng thần thái tự tin, cả hai lần công chúa đều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng giới mùa điệu thời trang. Tháng 12 năm 2017, công chúa Amelia đã đến tham dự giải thưởng thời trang danh giá của xứ sở sương mù British Fashion Awards và lập tức thu hút ống kính của toàn bộ truyền thông Anh. Trong bộ đầm Dior sang trọng nhưng đầy chất hiện đại, công chúa Amelia khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi hiếm khi nào xuất hiện một thành viên trong hoàng tộc chịu phá bỏ bức tường bảo thủ và truyền thống để tham gia vào một sự kiện thời trang như vậy. Amelia cho biết cô muốn làm việc trong giới thời trang. Cũng cùng năm đó, Amelia Windsor lọt vào danh sách những người mặc đẹp nhất năm 2017 của tạp chí Vanity Fair. Cô còn làm việc cho Chanel, Azzedine Alaïa, Dior và loạt nhãn hàng có tiếng khác. Công chúa 25 tuổi, hiện là người mẫu của công ty Store Model Management. Cô từng làm thực tập sinh tại Bulgari, thương hiệu thời trang phụ kiện đá quý cao cấp của Italy, và làm việc cho nhãn hàng Chanel hay các nhãn hàng có tiếng như Azzedine Alaïa, Dior. Cuối năm 2019, thành viên đẹp nhất Hoàng gia Anh còn cho ra mắt bộ sưu tập trang sức riêng, hợp tác với thương hiệu Tara & Toy. Các mẫu khuyên tai, vòng cổ cô thiết kế, lấy cảm hứng từ tác phẩm Romeo và Juliet, được bán với mức giá phải chăng từ 40 bảng, 52 USD. Sinh ra trong gia tộc danh giá, Amelia cũng được xem là một trong những thành viên có cá tính, thậm chí nổi loạn. Cô từng gây chú ý khi để ngực trần trên bãi biển ở Ibiza, Tây Ban Nha, xăm mình hay mặc những bộ váy da, váy xuyên thấu tham dự sự kiện. Những set đồ Amelia chọn đều thể hiện nét năng động, tươi mới với sự kết hợp đặc biệt, đôi khi mang lại chút nổi loạn như chính tuổi trẻ của cô nàng. Amelia đã và đang dần khẳng định vị trí của mình là một trong những nhân vật sở hữu phong cách ăn mặc đẹp nhất trong các gia đình hoàng gia của thế giới. Trên trang cá nhân có 84.000 người theo dõi, 9X cũng không ngại đăng tải những bức ảnh phá cách, tự tin với bikini khoe cơ thể. Mặc dù đang được bao phủ bởi hào quang của giới thời trang, nhưng Amelia vẫn ý thức được mình là một nàng công chúa. Rời xa tiệc tùng, không bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi của những hội người nổi tiếng. Amelia từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn, tôi vẫn đi ngủ vào lúc 9 giờ. Lối sống giản dị của công chúa hoàng gia. Mặc dù sinh trưởng trong gia tộc danh giá và cũng gặt hái được những thành công trong sự nghiệp ở tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Amelia lại khiến nhiều người mê mẩn mình không chỉ bằng gương mặt xinh đẹp và những bước đi catwalk thần thái, mà còn vì lối sống giản dị cực vintage, đúng chất nàng công chúa bước ra trong truyện cổ tích. Trong chuyến ghé thăm nhà Amelia cùng tờ Hello Magazine của nước Anh,
người hâm mộ khá bất ngờ với không gian sống nhỏ nhắn nhưng vô cùng ấm cúng của cô nàng. Khác với những thành viên hoàng gia cao cấp được chuẩn bị từng bữa ăn một, Amelia thích tự vào bếp và nấu nướng. Căn bếp nhỏ được trang trí theo phong cách cực ấn tượng bằng những chiếc đĩa vẽ tay cô sưu tầm trong chuyến đi Ý treo rải rác trên tường. Trong đó còn có một chiếc lò nướng IGA màu đen truyền thống, thể hiện niềm đam mê của cô nàng này với những thứ xưa cũ. Amelia chia sẻ, mình bị thu hút bởi những ý niệm hoài cổ, không thích gò ép bản thân trong hào nhoáng xa xỉ của giới hoàng tộc. Cô gái được mệnh danh là công chúa đẹp nhất xứ Anh còn có một khoảng sân vườn nhỏ xinh ngoài trời, cũng là không gian yêu thích để dùng bữa và đọc sách. Khăn trải bàn họa tiết hoa lá, những chậu cây xanh treo đầy trong nhà, mặc dù hoàn toàn tương phản với cung điện nguy nga lộng lẫy nơi cô được sinh ra, nhưng lại chính là những thứ khiến Amelia chiếm trọn trái tim của công chúng.